Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tìm Hiểu 365. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiểu sử của nhà soạn nhạc lừng danh người Đức là Ludwig van Beethoven, cùng với những góc khuất cuộc đời mà không phải ai cũng thấu của người nhạc sĩ này. Trong truyện Kiều thì tác giả Nguyễn Du đã phải thốt lên rằng: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tay một phần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu ví cuộc đời của con người là một bản đàn thì chắc chắn rằng trong bản đàn ấy không chỉ có những thanh âm trong trẻo mà còn có cả những nốt trầm nữa. Và với các bậc thiên tài thì dường như tiên tri của cụ Nguyễn lại còn đúng hơn. Và Ludwig van Beethoven, nhà soạn nhạc lừng danh người Đức, là một trong những minh chứng tiêu biểu nhất. Bởi lẽ, bên cạnh lớp vỏ bọc thiên tài hoàn hảo được tạo nên bởi hàng loạt những tác phẩm làm nên tên tuổi của mình như bản giao hưởng Định Mệnh, bản giao hưởng Đồng Quê, đến những tác phẩm nổi tiếng dành cho dương cầm như Fairy Lights hay các bản sonat bi tráng, thì ẩn sâu trong con người của người chính là những nỗi niềm, những sự đau đớn đến tột cùng không thể giải bày cùng ai cho đến khi vĩnh biệt cuộc đời. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức là Ludwig van Beethoven sinh vào ngày 17 tháng 12 năm 1770, mất vào ngày 26 tháng 3 năm 1827 tại ngôi nhà số 515, thành phố Bonn, nước Đức, trong một gia đình con nhà nòi về âm nhạc. Ông nội của Beethoven từng là chỉ huy trưởng của dàn nhạc trong hoàng cung Bonn. Chính người ông tài năng đã truyền cho Beethoven một tình yêu âm nhạc to lớn và là người đầu tiên dạy cậu bé làm quen với những phím đàn và giọng ca nam ấm áp. Thế nhưng, quãng thời gian này không được lâu vì ông nội của Beethoven đã vĩnh biệt cuộc đời khi cậu bé lên 4 tuổi. Chính món quà cuối cùng của ông là chiếc đại dương cầm, là nguồn cội để nuôi lớn tài năng âm nhạc thiên bẩm trong Beethoven. Cha của nhà soạn nhạc cũng là một nhạc sĩ, ông là Johann van Beethoven, nhưng tài năng không thực sự chiến rộ. Nhờ cha đào tạo bài bản lẫn những mối quan hệ của cha mình mà ông được nhận vào hát giọng nam cao trong dàn nhạc cung đình. Khi nhận thấy được tài năng thiên bẩm của con trai, ông đã dốc lòng rèn giũa với tham vọng lớn lao là biến cậu bé Beethoven thành đấng thiên tài. Nhưng cũng vì vậy mà dường như tuổi thơ đẹp đẽ của cậu con trai ông nhạc sĩ bị đánh cắp. Beethoven bị chính cha ruột của mình ngược đãi bằng việc cột vào cây dương cầm suốt vài tiếng đồng hồ hoặc kéo violon suốt thời gian dài mà không được phép nghỉ ngơi. Người cha nghiện rượu nặng, hung tợn luôn ép cậu con trai của mình phải chơi đàn như một trò giải trí khi đang ngồi cùng với những người bạn rượu, hay đánh thức cậu bé Beethoven dậy lúc nửa đêm để nhồi nhét vào đầu cậu những bài học âm nhạc. Chính sự khắc nghiệt của người cha nhiều khi đã khiến cho thiên tài của chúng ta chán ngấy với âm nhạc và chỉ muốn bỏ cuộc. May sao vẫn còn một người để Beethoven có thể chia sẻ tâm tình, đó chính là bà Magdalena Kavarik van Beethoven, mẹ của cậu bé. Người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp dưới, người từng là đầu bếp trong gia đình quý tộc, luôn đứng ra bênh vực và an ủi Ludwig vượt qua những thách thức, chán nản. Đây cũng là động lực duy nhất giúp cho Beethoven vượt qua được sự giáo dục nghiêm khắc của người cha và nuôi lớn một tình yêu với âm nhạc. Ludwig van Beethoven chính thức được biết đến với tư cách là một thiên tài âm nhạc khi bước sang tuổi thứ 8. Khi anh trở thành người nghệ sĩ chơi piano biểu diễn tại thành phố Cologne, có nguồn gốc từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, lại được đào tạo bài bản bởi những nhạc sĩ đa tài nổi tiếng như là Christian Gottlieb, đã khiến cho Beethoven ngày càng có cơ hội được bộc lộ được khả năng thiên tài thiên bẩm của mình. Và các bạn thân mến, đến năm 10 tuổi thì Beethoven đã ghi danh mình trong danh sách những người nổi tiếng của thành phố Leipzig. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, đến năm 12 tuổi thì sự nghiệp âm nhạc của Beethoven lại lên đến đỉnh cao khi anh có thể đọc dành dọn được những bản nhạc, có thể chơi được những bản đại phong cầm khó đến những cái bản violon. Và 2 năm sau đó, quá trình cải cách về dàn nhạc cung đình ở cung điện Bonn đã giúp cho Beethoven có được một vị trí công việc ưng ý, đó chính là người chơi piano. Và công việc này mang lại cho anh với mức thù lao khá cao lên đến trên 150 florin trên một năm. Và đây cũng là thời điểm giúp cho Ludwig van Beethoven có thể bộc lộ được khả năng chơi đàn ngẫu hứng đến đỉnh cao của mình.
Bước sang độ tuổi 16, tài năng, danh tiếng của Beethoven được biết đến bởi nhiều người. Chàng thanh niên được phu nhân von Frioning mời về dạy nhạc cho hai người con gái của mình. Là người thầy của hai cô con gái, gia đình của von Frioning trở thành địa điểm lui tới quan trọng của Beethoven vì tại đây ông được nhận tình bác ái và ánh sáng lý trí. Đến năm 1778, Beethoven có cơ hội đến thành phố hoa lệ của Áo là Viên, thủ đô âm nhạc của châu Âu thời điểm bấy giờ. Trong lần thứ hai gặp mặt và trình diện tài năng trước thiên tài Mozart, chính vị thiên tài này đã phải thốt lên rằng: "Nếu tôi không nhầm, thì người ta sẽ phải nói đến cậu bé này và sẵn sàng khuyên bảo anh." Beethoven có lẽ đã trở thành học trò tài giỏi của Mozart nếu không có lá thư định mệnh gửi đến từ cha kể về bệnh tình của mẹ. Anh vội vàng trở về Đức mà không kịp từ biệt thiên tài và bắt đầu lao vào cuộc chiến với cơm, áo, gạo, tiền của gia đình khi cha và mẹ tạ thế không lâu sau đó. Mãi đến hơn 13 năm sau, anh mới quay lại được Viên, nơi mà năm xưa anh đã bỏ lỡ những cơ hội trở thành nhạc sĩ lừng danh và cống hiến cho âm nhạc đến tận hơi thở cuối cùng. Bên dòng sông Danube thơ mộng của nước Áo thì Beethoven đã bắt đầu cuộc sống mới của mình với tư cách là một người nghệ sĩ chơi piano với khả năng chơi đàn ngẫu hứng đỉnh cao của mình. Và song song với những buổi biểu diễn thì Beethoven cũng không quên một nhiệm vụ quan trọng khác của mình, đó chính là gõ cửa từng người nghệ sĩ tài năng như Hay hay là Johann Sken để nâng cao về trình độ. Và với khả năng âm nhạc thiên phú, cộng với sự đào tạo bài bản về soạn nhạc lẫn buổi biểu diễn mà tên tuổi và hình ảnh của Beethoven ngày càng được khẳng định trước công chúng, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. Đây cũng là thời điểm mà những ngón đàn của Beethoven được phát triển đến đỉnh cao bởi sự ra đời của rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng. Chúng ta có thể kể đến như bản Opus số 1, bản Hòa tấu Opus số 15. Những bản đàn nổi tiếng này cộng với một khả năng có thể nói là thiên phú về âm nhạc của Beethoven đã biến hình ảnh và tên tuổi của ông trở thành hình ảnh quen thuộc của những sàn diễn âm nhạc tại châu Âu lúc bấy giờ và trở thành kỳ phùng địch thủ của rất nhiều những nghệ sĩ chơi piano, những nghệ sĩ chơi violon tại thủ đô Viên của nước Áo hay là London của nước Anh. Được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em và có truyền thống về nghệ thuật, song ít người biết rằng chỉ có 3 người trong số đó bao gồm cả Beethoven sống sót đến tuổi trưởng thành. 4 anh chị em khác của ông đều ra đi khi còn rất trẻ, trong đó có anh trai là Ludwig Maria ra đi khi chỉ mới 6 ngày tuổi, Anna Francisca chết khi mới vài tháng tuổi, anh trai Franz George qua đời khi chỉ mới 2 tuổi, chị gái Maria Margarita Joffa ra đi khi chỉ mới 1 tuổi vào năm 1786. Cũng trong cùng năm đó, Beethoven phải hứng chịu hai nỗi đau lớn là mất mẹ và mất em. Quý vị và các bạn thân mến, dù rằng giới y học lâm thời thì cũng không xác định rằng Beethoven đã bị mắc hội chứng khó đọc ngay ở thời điểm mà nhạc sĩ vĩ đại của chúng ta lìa bỏ cuộc đời. Thế nhưng, theo rất nhiều những tài liệu được nghiên cứu bởi những nhà khoa học sau này thì đều đã chỉ ra rằng Beethoven thực sự đã bị mắc hội chứng khó đọc mà căn nguyên sâu sắc của nó chính là việc vào năm 16 tuổi khi mẹ của ông mất và Beethoven đã phải thay vị trí của người cha nghiện rượu và quản lý công việc của gia đình. Trên thực tế thì hội chứng khó đọc hay là gặp những trục trặc khó khăn rắc rối khi tiếp cận với những bài đọc hiểu đơn giản, những bài đánh vần hay là những phép tính cực kỳ đơn giản thì nó cũng xảy ra với cả những người có IQ hoàn toàn bình thường. Và thậm chí là, theo nhà văn Morris, một học giả chuyên đi nghiên cứu về cuộc đời của Beethoven cũng đã phải viết trên những trang sách của mình rằng những tác phẩm của người nghệ sĩ đình đám của nước Đức vừa là kiệt tác, vừa thực sự phức tạp. Và những cái bản soạn nhạc sau này của Beethoven cũng cố tố cáo được một phần nào đó về khiếm khuyết của vị thiên tài này, đặc biệt đối với những lỗi chính tả hay là những phép nhân chia đơn giản. Trong cuộc đời của nhạc sĩ nổi tiếng chưa có lấy đến một lần kết hôn nhưng lại sở hữu nhiều mối quan hệ phức tạp với những người phụ nữ quanh mình. Nhiều học giả, nhà sử học thì khẳng định rằng cuộc sống cá nhân của Beethoven sinh động, ngập tràn tình yêu không được đáp lại, kèm theo đó là sự mất mát bi thảm và những thách thức cá nhân. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy cho sự sáng tạo của ông đi lên. Theo Susan Lunt, trong một bức thư nổi tiếng của nhạc sĩ tên Immortal Beloved,
nhạc sĩ thiên tài này đã dành tình yêu nồng nàn cho một người phụ nữ mà không thể sống cùng. Tên của người phụ nữ ấy là Brentano, người bị đóng chặt trong một mối tình không tình yêu với một công tước quý tộc. Cũng trong thời gian bức thư này được phanh phui, Beethoven gần như bị trầm cảm vì những áp lực phải công khai mối quan hệ với Brentano, nhất là khi người phụ nữ này hạ sinh một cậu bé tên Khan Joseph. Rất tiếc rằng Khan Joseph lại là đứa trẻ hay ốm và bị câm ngay từ thời điểm mới được sinh ra. Đến cả Beethoven cũng chẳng thể ngờ rằng sự có mặt của Khan trên cuộc đời cũng càng làm cho những ngày cuối đời của ông trở nên tẻ nhạt và đau đớn hơn khi phải mất đến 10 năm đấu tranh để giành quyền nuôi con. Các bạn ạ, nếu như là tín đồ của âm nhạc Beethoven thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ cảm thấy tiếc và thấy đau khi biết được rằng người nghệ sĩ thiên tài người Đức của chúng ta đã bị điếc khi tài năng của ông đang ở độ chín. Và trên thực tế thì sự nghiệp như là một người nghệ sĩ piano bậc thầy của Beethoven chính thức đi vào đường cùng khi ông cảm nhận được rõ rệt bị điếc đang hành hạ cơ thể của mình. Và trong một bức thư gửi đến một người bạn thân là Khan Ameda vào năm 1801, Beethoven đã đau đớn và thốt lên rằng: "Đã bao lần tôi ước rằng anh ở đây để thấy Beethoven của anh khốn khổ đến mức nào khi lạc lõng giữa thiên nhiên và tạo hóa." Và ngay cả Beethoven cũng phải thừa nhận rằng tất cả của tôi, thính giác của tôi đã hỏng hết cả rồi. Mặc dù không điếc bẩm sinh, nhưng những dấu hiệu đầu tiên của bệnh này đã xuất hiện từ lúc Beethoven mới 26 tuổi, lúc tài năng đang ở độ chín rộ. Lo sợ không thể chấp nhận được sự nghiệp của người làm nhạc mà không thể nghe được âm thanh, Beethoven đã tìm cách trốn tránh, giấu giếm cả những người bạn thân của mình và để nỗi đau đó dần dần gặm nhấm tâm hồn. Rất nhiều những nhạc sĩ đã chọn cách tự tử khi đối mặt với nỗi đau ấy. Và quả thực, Beethoven cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tình yêu với âm nhạc, với cuộc đời và sự bướng bỉnh, ngang tàn của ông nó cứ vớt lấy sự sống. Ông chỉ dừng hẳn công việc sáng tác nhạc và biểu diễn để trở về vùng nông thôn yên bình, ẩn giật khi đôi tai của mình điếc hẳn. Từ quá trình phát hiện ra những triệu chứng, ông vẫn lao lực và nghiêm túc sáng tác, nắm rõ được quá trình vận động của âm nhạc. Thế nhưng, âm nhạc giai đoạn này mang màu sắc u tối và giận dữ hơn. Tuy điếc hoàn toàn, nhưng danh tiếng của Beethoven không hề bị lãng quên. Rất nhiều người có điều kiện ghé qua thủ đô Viên của nước Áo đều muốn vào gặp gỡ và lắng nghe những giai điệu âm nhạc do ông sáng tác. Ông vẫn duy trì thói quen dậy sớm để ngồi bên bàn làm việc, để đánh vật với cả bàn tay, cả đôi chân và miệng ngân nga và hát. Những lần thả bộ trên những đồng cỏ, nghĩ ra được thứ gì hay ho, Beethoven đều ghi lại nguệch ngoạc trên cuốn sổ của mình. Những thói quen đó được lặp đi lặp lại khi ông chút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, tìm hiểu về tiểu sử và cuộc đời của Ludwig van Beethoven, chúng ta không chỉ nhìn thấy được sự nghiệp vĩ đại của một người nghệ sĩ piano bậc thầy, mà qua đó còn nhìn thấy rõ được một tình yêu to lớn với âm nhạc, với cuộc đời vươn lên chiến thắng những bi kịch. Và nếu thấy video trên hay, đừng quên like, subscribe và để lại bình luận ngay bên dưới video để ủng hộ cho Tìm Việc 365 có thể ra thêm được nhiều video hữu ích hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.